Đấy. Chuẩn bị ngày mới thế thế nào? Vui không? Dạ vui. Có hy vọng là một ngày nào đấy lại 200 suất như hôm qua không? Dạ, con cũng mong vậy. Rồi con cứ làm việc bình thường đi. Thầy kêu con rất là nhiều. Đó là cái không khí trước giờ làm việc của bé 12 tuổi cũng như bà nội nha mọi người. Cháu rất là vui, rất là ngoan. Nói là rất là hiền. Ăn lúc mấy giờ? Mới giờ ăn xong luôn. Mới giờ ăn xong luôn. Ăn mấy tô? Mấy tô nghe hơi nhiều á. Chứ kiệt là ăn một tô á. Cháu luôn phụ ông bà sau mỗi một nói làm việc nha mọi người. Xin chào. Chào, chào, chào. Chắc chả nhớ đâu. Gọi là chú được rồi. Chào cô bà, chú bác, anh chị cái nào? Cái. Cái. Ơi ơi. Làm sao mà có vẻ hồi hộp vậy hả con gái? Cười rất tự nhiên nha. Chịu khó làm việc đi, sau này sẽ trở thành bà chủ của một chuỗi bánh xèo thôi. Công việc của các cháu hàng ngày đó, ngày nào cũng vậy và cũng mấy năm rồi. Thực ra thì cô chú anh chị bác cũng phải hiểu rằng là chúng ta không thể thay đổi cái hoàn cảnh sống của các cháu. Bởi vì các cháu còn có ông bà, có cha mẹ sau này. Nói đúng hơn là ông bà chính là cha mẹ của các cháu sau này. Cho nên là mong mà mọi người cũng hãy cứ yêu thương ủng hộ các con là được. Đó, rất là vui nha mọi người. Công việc hàng ngày của các cháu là như vậy. Bé đang chuẩn bị đổ bánh đấy mọi người. Rất là đáng yêu ha. Những mẻ bánh đầu tiên chuẩn bị ra nha mọi người. Tôi chỉ cho các bạn. Đó. Ở đây hầu như là các cháu cũng đang sắm vai là những trụ cột của gia đình rồi. Ở mọi người ạ, chúng ta không thể thay đổi được cái gì cả, nhưng mà chúng ta có thể động viên và yêu thương các cháu nhé. Nguyên liệu của bánh rất là tươi. Đó, mọi người có thể thấy đó, rất là chuyên nghiệp, rất là bài bản. Cháu Tráng rồi bà nội phụ. Công việc của họ hàng ngày đó. Và đứng mọi người để có những cái thước phim như thế này thì mọi người cũng hay hiểu rằng là đứng trước ở đây nó rất là nóng nha mọi người. Rất là nóng mà. Đó. Nóng như vậy mà các cháu đã phụ ông bà mấy năm rồi. Rất là đáng yêu, đáng thương nữa. Tuy rất là nóng nhưng mà cháu vẫn làm giống như là những công việc là không có gì ấy. Đó, người có thể thấy đó. Có rất nhiều khách ngay bây giờ đã tới, có rất nhiều anh chị em luôn. Đó, mọi người có thể thấy đó, khách cũng đã đến rồi, có những anh chị em cũng đã đến và ủng hộ. Đây mọi người hãy nhìn này. Vậy. Mà mấy cái chuồng của nó mắc quá, không không nổi. Đấy, thật sự lo nó nói như vậy luôn. Làm gì vậy? Mấy cái chuồng á, mấy bé này nè. Chị ta có trời hả cha?
Ừ. Nó bị tự kỷ nhỏ luôn. Những ngày nào lúc mẹ nó mang mang bầu á. Rồi. Quay luôn. À, làm caramel luôn, quay bà nội luôn. Cái đó là bà nội đổ bánh xèo hơi nhiều đó con. Không, lên lên hình thì nhìn nó khác, chứ còn ở lên hình thì bao giờ nhìn nó cũng to hơn xíu. Nó sẽ mặc hơn tầm khoảng 3 kg, 3 kg. Mà sao ra ngoài nó rất kéo hơn. Ngoài thì nó khác hơn xíu. Bây giờ thì mời mọi người đến cái đoạn vui vẻ nhé, đoạn trò chuyện vui vẻ rất là nhiệt tình nhé mọi người, trò chuyện vui vẻ trong quá trình bà nội làm nhé mọi người. Cái này làm lát nữa xong là đẩy ra ngoài luôn, xăng xe rồi để ra ngoài. Rồi thì đẩy ra ngoài chứ. Đợi bãi bãi không sao chị ơi. Em gái này tên là Nhi à? À con dâu chị à, là tên là Nhi à? À bé Nhi phải không? À phải tính. Thế mọi người gọi tên là bé Nhi nên nhiều khi cũng. Rồi ra con nữa. Rồi uống gì đó. Đi giặt đi. Rồi lấy ba cô đi vậy. Đi ba cô à. Rồi đi vậy. Đi giặt đi. Rồi giờ này đến giờ rồi. Đấy tội nghiệp á.
bây giờ hải phòng giờ ngã chưa? Không phải mấy hải phòng á, đồ dài ấy á, biết không? Giờ ngã. Bà này cũng ghê gớm ta. Nãy giờ nói toàn nói bể nợ mới siết nợ không. Làm không chị đi làm tới giờ 40 chị đi rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.